Cố lên cả nước Việt Nam, cố lên Bắc Cạn, Hà Giang, Thái Bình, cố lên Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, cố lên Nam Định quê ta, cố lên Thanh Hóa rồi ra Vũng Tàu, Lào Cai, Hà Tĩnh, Lai Châu, Phú Yên, Bình Thuận, Cà Mau vững vàng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, An Giang, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Hà Nam, Hải Phòng, Đắk Nông, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Gia Lai, Quảng Trị, Lâm Đồng, Quảng Ninh, cố lên Ninh Thuận, Ninh Bình, Hải Dương, Phú Thọ, Tây Ninh, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Phước, Sông Pha, Quảng Bình đến Huế, tiếp là Tuyên Quang, Điện Biên rồi đến Nghệ An, Bạc Liêu rồi đến Kiên Giang, Cao Bằng, Bến Tre cùng với Sóc Trăng, Covid nguy hiểm, hung hăng vô cùng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Anh Hùng, Bắc Giang ra đến tận cùng Long An, Kon Tum rồi đến Hậu Giang, Trà Vinh rồi đến Tiền Giang trải dài, cố lên Bình Định, Đồng Nai, Quảng Nam, Đắk Lắk không ngại hy sinh, cùng thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đoàn kết, hết mình vì dân.